quá mệt mỏi với cuộc sống này. Làm phụ hồ 2 ngày rồi mà vẫn chưa được lên tờ chính. Bạn đã quá buồn chán trong chuyện tình cảm. Chia ra đi, chỉ năm 2 giờ yêu nhau mà ai không tặng nổi tôi iPhone 15 à? Vậy thì tôi có thể giúp các bạn. Đau ở đâu, niềm vui sẽ được nhân đôi ở đó. Hôm nay không thể tốt trong lòng, nhiều buồn phiền bạn hiền tự mình nhốt trong phòng. Hả? Cứ không muốn phải làm khổ mẹ cha, xong rồi bước ra đường vẫn làm khổ mẹ cha. Cái gì? Đối diện với tất cả khó khăn, ta phải gạt đi bất chấp thôi. Nhấc điện thoại lên và nói rằng 11 11 sale vui gấp đôi. Giải trí mua sắm nhân đôi niềm vui, nụ cười tươi tắn, tất cả đều có ở TikTok Shop. Thùi hàng hiệu giá hời, voucher livestream miễn phí, ship đơn mang cho cuộc đời bạn thêm nhiều niềm vui. 6 đến 12 diễn ra chương trình tiếng nhạc sập sình, dẫn bạn đến lọ vôi gấp đôi. Tích hợp tài khoản thao tác đơn giản, tự nhiên quên nản TikTok Shop sale vui gấp đôi. Vậy là có thể sang sale iPhone mà không cần người yêu nữa rồi. Tuy vẫn chưa được lên tờ chính nhưng niềm vui lúc nào cũng nhân đôi. Lại là TikTok Shop. Bánh khỉ giải quyết mọi vấn đề của bạn.